Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang cần tìm một căn nhà khu vực xã Đàn Kim Liên thì hãy xem video này ngay nhé. Vì căn nhà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay nằm tại phố Kim Hoa, cách ngã tư xã Đàn Kim Liên chỉ khoảng 100m thôi. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 35m² với hai mặt thoáng vĩnh viễn, được xây dựng 5 tầng, thiết kế mỗi tầng một phòng cực kỳ thoáng đãng. Đặc biệt là mức giá đang được chào bán chỉ có hơn 4 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà của chúng ta. Với diện tích là 32m² sàn tầng 1, từ tầng 2 thì căn nhà chúng ta sẽ được sử dụng là 35m². Căn nhà chúng ta được xây dựng 5 tầng, với thiết kế mỗi tầng một phòng, siêu rộng. Hướng chính nam cực đẹp. Căn nhà của chúng ta thì tọa lạc vị trí lô góc với hai mặt thoáng vĩnh viễn. Đây, như anh chị có thể nhìn thấy đây. Căn nhà của chúng ta có điểm mạnh là lô góc với rất là nhiều cửa sổ, cực kỳ thoáng đãng cho chúng ta. Nó sẽ giúp cho căn nhà của chúng ta lưu thông luồng khí rất là tốt. Đặc biệt hơn nữa là với mặt tiền 4,3m thì lên form nhà và phòng của chúng ta sẽ thiết kế cũng như kê đồ rất là dễ dàng. Rất dễ kê đồ. Một lát nữa thì em sẽ quay tầng 2. Anh chủ nhà anh đã phối sẵn đồ cho chúng ta một tầng. Đây là vị trí phòng khách và phòng bếp của chúng ta. Đấy. Cực thoáng. Với lớp trong là cửa gỗ, còn lớp ngoài là cửa cuốn. Nhà của chúng ta cực kỳ an toàn rồi. Căn nhà của chúng ta từ đây ra đến mặt ngõ ô tô chỉ khoảng 40m thôi. Rất là gần. Đấy. Lát nữa lên trên tầng 5 thì em sẽ quay cho anh chị nhìn rõ hơn. Cũng như ra đến mặt phố xã Đàn chỉ khoảng độ 100m thôi. Đấy, cực tiện. Đây, anh chị có thể thấy đây là phòng của chúng ta. Đấy. Cái giường 2m2 mà để lọt tỏm giữa cái phòng luôn. Đấy. Bàn trang điểm để thoải mái cũng như tủ. Khu vực tủ. Cửa mở xung quanh cực thoáng luôn. Đây là khu vực vệ sinh. Có trang bị đầy đủ bồn tắm, vách kính tắm cũng như vò sen cây. Quanh khu vực xã Đàn Kim Liên, rồi là Giải Phóng, cũng như khu vực Tôn Thất Tùng. Em còn rất là nhiều các căn nhà khác, nhà mặt phố, nhà trong ngõ, nhà mặt ngõ kinh doanh, nhà mặt phố kinh doanh, nhà giá rẻ. Anh chị muốn mua căn nhà như nào thì hãy comment xuống phía dưới nhé, để em có thể gửi cho anh chị những căn nhà hợp lý nhất. Căn nhà của chúng ta thì đang ở vị trí là phố Kim Hoa, phường Kim Liên, quận Đống Đa. Khu vực Đống Đa thì em cũng vẫn còn vài căn nhà phố nữa. Quý anh chị đang theo dõi trên video trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em Phương cũng như kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội nhé. Và thấy video thiết thực thì hãy chia sẻ cho mọi người để mọi người cùng biết đến. Cũng như là nếu như những căn nhà em Phương quay có những điểm còn hạn chế, những điểm nào mà cần chỉnh sửa thì anh chị cũng hãy góp ý xuống phần bình luận cho em Phương nhé. Hãy cho ý kiến của mình hoặc những thiết mẫu thiết kế đẹp để mọi người có thể tham khảo thêm. Hoặc là những căn nhà này
cần phải thay đổi như thế nào để cho hợp lý thì anh chị hãy cũng bình luận xuống phía phần bình luận nhé. Đây, như chị có thể thấy trước nhà chúng ta chỉ có hai dãy nhà thôi, hai dãy nhà rất là ngắn đã ra đến mặt phố rồi. Đấy, cực kỳ thuận tiện, đi lại rất là dễ dàng. Đấy, khu vực Kim Liên này chắc em Phương cũng không phải giới thiệu quá nhiều cho anh chị. Khu vực này lên bờ hồ rất là tiện, chắc chỉ mất khoảng 5 phút đi xe thôi, tiện lắm. Nếu anh chị muốn mua nhà khu vực này thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.